Chào các anh chị, giới thiệu với các anh chị, đây là cái lò ấp ha. Thì tôi đã hướng dẫn với các anh chị rất là nhiều video clip rồi, các anh chị thấy không? Nhưng mà bây giờ để quay cho các anh chị thấy là đây, những chú gà đã nở rồi, đây mới nở hai con đây, các anh chị thấy không? Nó rất là dễ thương luôn, các anh chị thấy ha. Đây con này thì mới nở, nó còn ướt lông đây, còn con này đã nở lâu rồi, nó khô lông, nó tươi rất đẹp. Wow. Rồi vậy thì con gà nó nở khoảng chầm 12 tiếng hồ đến 24 tiếng thì các anh chị mang ra ha, rồi các anh chị có thể sưởi ấm và cho nó uống nước và cho nó ăn bình thường. Đây các anh chị thấy xem ha, các anh chị lưu ý giúp giùm nha, mình sẽ nhắc lại với các anh chị là các anh chị phải làm những cái khay nước này để ở trong cái lò ấp của mình nha các anh chị, để cho nó đủ độ ẩm. Rồi sẽ đậy lại. Rồi bên cạnh đó thì các anh chị lưu ý là mình sẽ sử dụng cái bình xịt như vậy nè, bình xịt vào để cho nó tạo ẩm độ ở trong cái lò ấp ha các anh chị, tăng cái ẩm độ lên. Rồi cảm ơn các anh chị.